ơi. Quá rồi, chiếc này cái lái nè, cái lái nè. Đang tấp cho phía trong để mà né chiếc xà lan thẩm đi xuống các bạn. Quá dè rồi. Trời ơi. Dè lấy lái vô trong luôn rồi nè các bạn. Vừa qua luôn rồi. Thôi, bắt đầu anh nạp ga chạy lên siết liền ha. Khi mà nghe tin là phía trên là không có xà lan gì xuống ha. Trời ơi. Ôi ôi ôi, trời chứ xuống. Hết hồn chưa? Tưởng thôi chiếc xuồng nó lộn mèo luôn rồi. Có một người đứng trước mũi với một người đứng bên cao hông như thế này, để mà khi có tình huống như thế nào là sẽ nói với anh tài công liền các bạn ha. Kìa. Quá mướt luôn. Bò cái lái và tới bên này. Khi mà có tín hiệu chống là bắt đầu là nạp ga siết liền nha các bạn. Không có dám mà chạy lai gai ở phía trên mà đổ xuống chiếc xà lan như thế nào là xử lý tình huống rất là căng luôn. Quá tốc độ. Quá cái chiếc vỏ nhỏ đó kìa. Sóng rồi nước đổ chiếc vỏ nhỏ chạy quá chạy à. Chiếc xuồng luôn á, chiếc vỏ nữa các bạn. Ồ rồi. Nhịp kìa. Chiếc cát các bạn đang cố gắng chạy lên để mà vượt qua cái phà cho người ta đi qua ha. Rồi mình thấy là
biết lên nổi hay không đây, mà nghe tiếng máy khá là gông luôn rồi đó. Rồi xong rồi. Chiếc xe đít nữa kìa. Anh lại đỡ cát rồi, lên tới đây mình cảm giác là khá là nặng mạnh, mà lên không muốn nổi luôn. Không biết sao đây. Anh chị ngồi trên này hoang mang trên. Căng luôn. Rồi vậy. Sững luôn. Nước thì càng ngày càng mạnh các bạn. Lên khói đen luôn rồi. Những hai chiếc này lên không nổi. Rồi lên khói trần. Rồi. Rồi xuống rồi. Hạ ra kiếm đường tắt rồi. Chị kia không biết lên không này. Bây giờ thì em quyết định là bấm ga thử sức lên thêm một lần nữa các bạn. Rồi. Chứ sao ủi đít luôn hay gì vậy? Chứ sao ủi đít lên luôn các bạn? Phụ ủi lên luôn rồi. Gướng lên đằng phụ ủi đít lên luôn rồi. Tột luôn các bạn. Quá trời rồi. Ở phía sau này ba chiếc luôn nè. Chắc quyết định vô đây cột ở đây đậu đây luôn quá. Trên nước đổ dữ lắm, đổ luôn. Quá đổ rồi. Rồi, vậy mà bây giờ là quyết định là ve lại là mình kiếm chỗ để đậu luôn nha. Quá căng rồi, tụt luôn rồi. Nó ra tín hiệu hết trơn, đằng phía sau đằng biết nha các bạn. Trở lại với chiếc này nè. Chiếc này tầm khoảng 600-700 tấn gì đó. Tột nguyên một dọc luôn. Ở phía này mà nước như thế này mà lên không nổi nữa các bạn. Lên phía trên là lên không nổi nha. Phía trên đập còn dữ hơn nữa. Giờ thì xà lan đang thả lai gai xuống lại chỗ trống rồi, bắt đầu là cuộc dây đậu đợi ha. Khi mà có mấy chỗ nào đậu được là đậu liền các bạn, để khi nước bắt đầu nó yếu yếu dần mới dám đi ha. Mình nghĩ đắp khuya nay mới yếu nổi á. Chị bá quan mang chân chụp mình xuống dưới mình cũng run luôn các bạn, không biết xử lý như sau luôn. Hai bên là toàn nhà không luôn. Kiếm chỗ tắp giờ cũng rất là khó các bạn. Căng luôn à. Nghĩ là trên đó có chỗ đậu ha.
đạp thõng lên luôn các bạn, tuột kìa, tuột kìa. Trời ơi, rồi quéo rồi, quéo xiết lấy động liền nha, lấy động liền bơi. Quá rồi, chiếc này cái lái nè trời. Rồi đạp kìa, quá căng rồi. Kìa chiếc bên kia đạp quá, đạp rồi tắp bài. Trời ơi, ớn vậy. Nghĩ lên phía trên là chiếc đá này chưa chắc là lên được luôn nha các bạn. Chờ kiếm chỗ để mà đậu thôi chứ lên là thua luôn. Ở ngàn căng rồi cho. Chiếc này lên hết ga luôn rồi. Chờ để em quay. Quá căng. Hết ga không luôn nha các bạn. Nước đổ gì đâu mà như là thủy điện xả ra vậy. Đây, tìm chiếc này là chở rất là khẩm luôn nha. Bít con mắt luôn rồi. Rồi. Xong kìa. Quá. Nước lên tới me luôn. Trên chiếc ghe đổ xuống nữa kìa, lắm nước rồi. Mấy chiếc ghe thu mua đi về đó các bạn. Tắp cho phía trong luôn.
thả trôi và kìm lái không nên chứ không dám lên ga nha. Trên xà lan đang đổ xuống nữa kìa. Wow, bây giờ quyển xiên ha. Wow, quá thơm hậu anh ơi, quá dữ luôn các bạn. Trời ơi, ở đây là ta lấy những lực cứng nha, khi mình mới dám qua được cái đoạn cua này nha. Cát như nó tấp ở đó các bạn, cho bãi vật liệu nè. Đây chiếc cũng xịt có đen nữa nè. Đây các bạn ơi, tiếp theo thì là một chiếc xà lan. Quá căng rồi. Khá là lớn đây dưới nha. Cô Sáu bả dẫn đường ở trên là mấy chiếc khẩm là tấp cho hết luôn rồi. Đang chạy lên. Tại vì bắt buộc là chiếc khẩm phải tấp, bởi lý do là anh này anh đi nước xuôi vô ha. Mà thêm tốc độ nước nó phải chảy rất là dữ luôn các bạn. Kìa kìa. Đó. Quýu nè, quýu nè. Quýu. Đó. Luôn nó bê. Trời ơi. Trời ơi, đẩy bê các bạn. Ghê không? Kìa kìa. Nè, lấy lái lại nè. Hút luôn. Tới. Wow. Lấy được quá chừng. Quá VIP. Ghe này mình không biết là lên nổi không đấy. Bà đò bà bơi cái máy chèo hết nổi, lấy cái dầm móc luôn các bạn. Bơi nó bơi nãy giờ cô này ở trên cái bến tuốt ở phía trên, bây giờ bơi xuống tới đó luôn rồi kìa. Quá trời ơi, ở đây chiếc ghe sắt lên khá là tuột tuột luôn các bạn. Kìa. Yeah. Quýu cái máy gỉ luôn. Wow. Cái bà đò bơi lên cái máy chèo bơi không nổi, lấy cái dầm móc rồi nãy giờ trôi hơi bị xa luôn rồi. Rồi lấy dầm móc luôn kìa. Đây chiếc gỡ dịch các bạn. Gỡ dịch Nam Hưng ha. Mấy anh này đi cái đầu máy là mình phải nói là rất là dữ luôn các bạn. Ôi ôi sống. Mà lên nước mà khói quá trời khói kìa. Không lên nước hay giờ ra khói cái đường ống này kìa. Chiếc này có máy lạnh hết luôn nha.
quá rồi, cái chân vịt quấn cái gì không biết mà nước văng quá trời văng này. Trời ơi, dính nguyên cái bao luôn hay vậy, cái mền quá không biết nữa. Xà lan cắm chở đá các bạn, đi với cái vận tốc là khói đen xịt xịt luôn nha. Dạ, hiện tại là mực nước này đang rất là lớn luôn, đổ rất là mạnh luôn, như là xả lũ vậy đó, cũng hết ga luôn rồi vậy. Cõi kìa, cuốn luôn anh ơi. Trên kia là chạy xịt khói luôn các bạn. Quá trời ơi. Đâu rồi. Xem chiếc xà lan này có thể qua được cái đoạn sông rất là hẹp chỗ này các bạn. Hiện giờ nước chảy rất là mạnh nha. Đây là chiếc xà lan vô tải chở đá các bạn. Tới đây là chiếc xà lan nó lên ga rất là khó khăn các bạn. Giờ lên khói đen hết trơn. Quá trời nó gặp ngủ rồi. Hiện nay nước chiều cường đổ rất là mạnh nha. Đây là cái đoạn mà cam go nhất nha các bạn. Quả trời nước đổ chỗ này chảy hết ga không. Bên đó chứ.
rất nhanh. Chiều cường lên nước mà ngồi là cái chân ở dưới nước không các bạn. Đại đò nha. Đấy, em học sinh đại đò. Và tiếp tục chúng ta xem chiếc xà lan này nó qua cái đoạn sông nhỏ các bạn, cái đoạn thác cổ chai tại sông rất là nhỏ, rất là hẹp các bạn. Hiện giờ nước chiều cường đang đổ cũng khá là mạnh. Đây là một chiếc ghe chở đá nha, chở đá mạc, chiếc xà lan chở đá mạc các bạn. Này thì tốc độ khá là cao nha. Rồi, hút nước dữ dằn luôn. Nước quá đẩy, hai chiếc xà lan quá lớn các bạn. Nhanh dữ gì trời. Quá trời chiếc xà lan lớn.